Bạn đang nghe chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Bạn đã bao giờ trải nghiệm sau một giai đoạn đầy áp lực trong hành trình đức tin và đã đạt được một số kết quả nhất định? Trong khi muốn được nghỉ ngơi thì Chúa lại đưa bạn đến một thử thách mới. Thường thì khi đó bạn sẽ phản ứng với Chúa như thế nào? Liệu bạn sẽ vui vẻ đón nhận, xem đây là một cơ hội tốt để tăng trưởng, hay bạn sẽ thở dài than vãn? Hôm nay, ngày 27 tháng 9 năm 2021, chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày thân mời quý tín giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Belinda Elliot qua chủ đề Sao lại là lúc này, Chúa ơi? Có lẽ bạn cũng từng có trải nghiệm này giống như tôi. Tối hôm đó, khi lái xe về nhà, Đức Thánh Linh cáo trách, nhắc nhở trong lòng tôi rằng có một điều gì đó trong cuộc sống mình cần phải được giải quyết. Và như bạn biết, đó chính là thời điểm khởi đầu cho một giai đoạn mới trong đời sống thuộc linh. Tôi ước gì mình đã đáp ứng với Chúa bằng thái độ phấn khích, vui mừng chấp nhận và mong đợi những gì Chúa sẽ làm trong đời sống mình. Nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi nhớ lúc đó tôi đã giơ hai tay lên trong tiếng thở dài. Sao lại là lúc này, Chúa ơi? Nghe có vẻ hơi bất cần, nhưng tôi cảm thấy mình đã trải qua một loạt các cuộc chạy nước rút trong hành trình thuộc linh. Và giờ thì tôi cảm thấy mệt mỏi với công việc thường ngày. Trong một năm rưỡi vừa qua, Chúa đã dẫn dắt tôi chiến đấu với sự cay đắng và oán giận, là những điều đã kìm giữ tấm lòng tôi. Trước đó, Ngài đã đưa tôi đi qua một thời kỳ thử thách để dạy tôi phải tin cậy Ngài càng hơn. Còn trước đó nữa, thì Ngài để tôi trải qua giai đoạn học cách tha thứ cho những lỗi lầm và cả những người phạm lỗi trong quá khứ. Vượt qua cay đắng, thực hành tin cậy, học cách tha thứ, tôi tự hỏi tiếp theo sẽ là gì? Tôi cảm thấy mình đã vượt qua được giai đoạn vắt cho khô ráo và cuối cùng thì đã đến được một nơi không còn phải đối diện với khó khăn nữa. Nhưng rõ ràng không phải như vậy. Nhớ lại quãng đời sinh viên ở trường đại học, mỗi năm sẽ có một thời kỳ mà chúng ta không cần làm bài thi, không cần lên lớp, không bài tập về nhà, chỉ có nghỉ ngơi, tận hưởng và vui chơi mà thôi. Thế nên tôi hỏi Chúa, con không thể có một kỳ nghỉ như vậy được sao? Tôi nghĩ rằng có được một khoảng thời gian như vậy là tốt biết mấy cho đời sống tâm linh của mình. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra và Chúa đã dạy cho tôi một bài học quan trọng vào ngày hôm đó. Hễ khi nào chúng ta còn sống trên đất thì Chúa vẫn còn hành động trên chúng ta. Chúng ta sẽ không bao giờ đạt đến điểm mà chúng ta có thể nói rằng mình đã hoàn thành cho đến khi chúng ta đến thiên đàng, nơi mà sự biến đổi sẽ hoàn tất. Có một câu nói nổi tiếng như thế này: Chúa yêu bạn ngay tại chỗ của bạn, nhưng Ngài yêu bạn nhiều đến nỗi Ngài không thể bỏ bạn ở chỗ đó. Và Kinh Thánh mô tả đó là một quá trình Chúa tỉa sữa, uốn nắn tấm lòng và thái độ của chúng ta để chúng ta kết quả cho Ngài. Ta là cây nho thật, cha ta là người trồng nho. Bất cứ cành nào trong ta không kết quả thì Ngài chặt đi, còn những cành nào kết quả thì Ngài tỉa sữa để được nhiều quả hơn. Giăng chương 15 câu 1 câu 2. Đức Chúa Trời muốn làm cho chúng ta trở nên giống như Ngài hơn. Có thể chúng ta không cảm thấy thoải mái khi Đức Thánh Linh cáo trách, chỉ ra những lỗi lầm của mình, nhưng Kinh Thánh nói rằng việc Chúa kỷ luật là một dấu hiệu cho thấy Ngài yêu chúng ta. Hỡi con ta, chớ khinh sự xử phạt của Đức Giê-hô-va. Đừng buồn lòng khi Ngài quở trách, vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy, như một người cha đối với con trai yêu dấu của mình. Châm ngôn chương 3 câu 11, 12. Ngày hôm đó, Chúa đã khích lệ tôi rằng, dù có những lúc đời sống thuộc linh của tôi chưa đúng với ý muốn của Chúa, nhưng Ngài vẫn yêu tôi và mỗi ngày Ngài vẫn đang uốn nắn tấm lòng và tính cách tôi để phù hợp với Ngài. Chính đêm đó, tôi đã quyết định đón nhận những gì Chúa đang hành động trong đời sống tôi, ngay cả khi điều đó có nghĩa là tôi phải đương đầu với những điều khó khăn. Thay vì hỏi, tại sao lại là lúc này, Chúa ơi? Trong tiếng thở dài, thất vọng, tôi sẽ đáp ứng trong sự phấn khởi, tiếp theo sẽ là gì, Chúa ơi? Bởi vì tôi muốn được trở nên giống Chúa nhiều hơn. Nếu Chúa đang chỉ ra một nơi nào đó trong tấm lòng bạn mà Ngài muốn hành động, xin đừng ngăn trở. Hãy để Chúa làm xong công việc và ý muốn Ngài trên đời sống bạn. Cũng hãy sẵn sàng để Chúa đưa bạn đến một giai đoạn tiếp theo, bởi vì tất cả chúng ta đều đang trong cuộc hành trình. Chúng ta có thể được khích lệ bởi chính lời hứa mà Phaolô đã dùng để khích lệ các tín hữu đầu tiên tại Philip. Tôi tin chắc rằng
Đấng đã bắt đầu làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn việc ấy cho đến ngày của Đấng Christ Jesus. Philip chương 1 câu 6. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tiếp tục công việc của Ngài trên đời sống con, để con được trở nên giống Ngài càng hơn mỗi ngày. Con đang chờ đón mỗi giai đoạn mới để nhìn thấy ý muốn của Ngài được thành toàn trên đời sống con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, có điều gì trong tấm lòng, trong đời sống bạn được Chúa nhắc nhở hôm nay, hãy thuần phục Ngài. Hãy để Chúa chỉ ra cho bạn thấy những khiếm khuyết, sai trật và phải thay đổi như thế nào cho đẹp lòng Ngài. Tất nhiên, thuần phục ý muốn Chúa thường sẽ rất khó, nhưng khi bạn tin cậy và quyết tâm, bạn sẽ thấy kết quả công việc Chúa trên cuộc đời bạn thật phước hạnh biết bao. Tỉnh nguyện hàng ngày cảm ơn quý độc giả đã luôn đồng hành và nhắn gửi những phản hồi tích cực về cho chương trình để cùng khích lệ nhau trong đức tin, đặc biệt ngay trong thời điểm khi chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, lo sợ vì đại dịch. Cùng trên tinh thần này, chương trình tỉnh nguyện hàng ngày kêu gọi những tấm lòng tiếp tục hạ mình cầu thay cho đất nước, cho những gia đình đang trong cảnh khốn cùng, thiếu thốn, và chúng ta hãy cùng nhau nói lời yêu thương bằng hành động. Hành động qua lời cầu thay, qua những tin nhắn động viên, khích lệ, và nếu có thể, hãy giữ phần dâng hiến cùng hội thánh, mục vụ qua các công tác cứu trợ. Bạn thân mến, nếu bạn đang bế tắc và cần lời cầu thay, nếu bạn đang thiếu thức ăn và mong nhận được sự hỗ trợ, nếu bạn cảm động và muốn giữ phần cùng mục vụ quanh quay qua những chương trình yêu thương, xin hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay bằng cách để lại bình luận trực tiếp trên YouTube, Facebook, nhắn tin trên Zalo, Viber qua số điện thoại 0898 189 819. Mong được kết nối cùng bạn.